Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube Tin 24h. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Triều Tiên hài lòng với kết quả chuyến thăm của Tổng thống Putin. Giới chức Triều Tiên nói rằng chính phủ nước này rất hài lòng với kết quả chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và sẽ mở rộng hợp tác chiến lược với Moscow. Theo đúng nghĩa đen, ngày hôm nay đã có một cuộc gặp và đàm phán lịch sử giữa các nhà lãnh đạo hai nước chúng ta. Và kết quả của cuộc gặp này là một hiệp ước liên quốc gia mạnh mẽ mới đã ra đời. Đại biện lâm thời của Bình Nhưỡng tại Nga Lee Yong-Jin cho biết trong tuyên bố đưa ra ngay sau khi Tổng thống Putin kết thúc chuyến thăm Triều Tiên vào tối 19 tháng 6. Phát biểu trong buổi dạ tiệc tại Đại sứ quán Triều Tiên, Đại biện lâm thời Lee Yong-Jin bày tỏ hy vọng phái đoàn Nga do Tổng thống Putin dẫn đầu đã có thời gian vui vẻ và hiệu quả tại Triều Tiên và cảm nhận được sự ấm áp chân thành của người dân nước này. Tổng thống Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, vào ngày 18 và 19 tháng 6. Tổng cộng, lãnh đạo hai nước đã có các cuộc trao đổi trong hơn 10 giờ. Sau các cuộc hội đàm quan trọng, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thỏa thuận hợp tác về chăm sóc sức khỏe, giáo dục y tế và khoa học cũng như thỏa thuận về việc xây dựng một cây cầu đường cao tốc bắc qua sông Tumanaia ở biên giới giữa hai nước. Tại họp báo sau lễ ký, ông Putin đánh giá hiệp ước trên là văn kiện đột phá, qua đó, hai nước đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga tiếp tục nỗ lực chính trị ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Đáp lại, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định, với việc ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đưa quan hệ đồng minh lên một tầm cao mới. Theo ông, đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ hòa bình, an ninh và xây dựng quốc gia vững mạnh vì lợi ích của hai nước. Giữa bối cảnh các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga-Ukraine vẫn diễn ra dữ dội trên chiến trường, một tờ báo Anh đưa tin Nga có những vũ khí mới với khả năng gây ra cho đối phương những sự tàn phá khủng khiếp chưa được biết đến, đó là một mẫu tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M với năng lực tàng hình. Điều gây sửng sốt cho phương Tây đợt này là chiến hạm Nga K-564 Arkhangelsk, tàu ngầm tàng hình hạt nhân tên lửa hành trình lớp Yasen-M. Tàu gần đây được thử nghiệm trên biển và dự kiến sẽ được biên chế vào quân đội Nga vào tháng 12 năm 2024. Tờ báo Anh The Express lo ngại tàu ngầm mới này của Nga sẽ không bị đối thủ phương Tây phát hiện được, đồng thời có thể tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các căn cứ quân sự NATO, đoàn tàu hải quân NATO và các cơ sở trọng yếu trên bờ khác của khối quân sự này trong tình huống xảy ra khủng hoảng. Tàu ngầm K-564 Arkhangelsk có một số thông số đáng kể như sau. Tàu có thể lặn sâu tới 600 m và đạt tốc độ tối đa là 16 knot khi nổi trên mặt nước và 31 knot khi lặn. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 90 người, tàu có thể hoạt động độc lập liên tục trong 100 ngày. Yếu tố giới hạn thời gian hoạt động chỉ là lương thực và yêu cầu về bảo dưỡng. Mức choán nước của tàu khi trồi lên bề mặt nước là 8.600 tấn, khi lặn là 13.800 tấn. Tàu được trang bị vũ khí bao gồm các ống phóng ngư lôi 533 mm và hệ thống silo phóng thẳng đứng dành cho tên lửa hành trình chống hạm Onyx, tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa hành trình siêu vật âm Zicon. Cả tên lửa Kalibr lẫn Zicon đều có năng lực mang đầu đạn hạt nhân. Trong lúc Ukraine vẫn ngóng chờ vũ khí phương Tây được vận chuyển đến, quân đội Nga đã mở những đợt tấn công lớn tiến thẳng vào hàng phòng thủ của Kiev ở Donetsk. Theo tuyên bố hôm 17 tháng 6 của người phát ngôn lực lượng Khotestia của Kiev, Trung tá Nazar Lovershin, Nga tiếp tục đạt được những bước tiến lớn ở miền đông Ukraine sau một thời gian tăng cường và mở rộng phạm vi giao tranh dọc theo chiến tuyến của quân đội Kiev tại khu vực Donetsk. Cuộc tấn công chính của Nga ở khu vực Donetsk tập trung vào các khu vực xung quanh Avdiivka, thị trấn Chasiv Yar và đạt được những thắng lợi nhỏ nhưng ổn định. Theo giới quan sát, Chasiv Yar thất thủ sẽ là mối nguy lớn cho quân đội Kiev, bởi điều này sẽ khiến các thành phố lân cận gặp nguy hiểm, làm tổn hại các tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine và đưa Nga đến gần hơn mục tiêu chiếm toàn bộ khu vực Donetsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng ghi nhận lực lượng Moscow đang di chuyển về hướng thị trấn Chasiv Yar cách thành phố Bakhmut khoảng 15 km về phía Tây để tìm kiếm những chiến thắng mới, đồng thời bao vây phía Bắc thành phố này bằng cách chia nhỏ quân lực vào khu vực Kalynivka. Ở phía Bắc Bakhmut, Nga cũng từng bước tiếp cận thị trấn Siversk và đang nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của thị trấn này bằng cách xuyên qua ngôi làng Rodolivka. Việc Nga cải thiện khả năng khóa mục tiêu dường như cũng khiến Ukraine phải trả giá đắt, đặc biệt là trong những giờ phút mong manh giữa các đợt luân chuyển quân. Theo nguồn tin trên chiến trường, Nga đã trở nên thành thạo hơn trong việc triển khai các đợt tấn công vào những thời điểm này khi các tuyến phòng thủ của Kiev ở giai đoạn yếu nhất. Một số binh sĩ Ukraine đóng tại khu vực Chasiv Yar cho biết 1/4 số thương vong của họ xảy ra trong quá trình vận chuyển quân đến và đi khỏi các vị trí tiền tuyến. Một chỉ huy đơn vị Kostiki ở Chasiv Yar cho biết sự hiện diện thường xuyên của các UAV Nga trên không khiến Ukraine gần như bất lực trong việc che giấu các hoạt động di chuyển quân. Các chỉ huy Ukraine cũng cho biết thêm việc gây nhiễu tín hiệu dày đặc của Nga dọc tiền tuyến đã làm giảm hiệu quả tấn công của UAV và cắt đứt khả năng liên lạc giữa các đơn vị tác chiến điện tử và lực lượng máy bay không người lái của Ukraine. Ông Ivan Saket, người phát ngôn của Lữ đoàn 110 cho biết lữ đoàn của ông đã buộc phải dàn trải lực lượng trong một không gian rộng suốt một thời gian dài, nhưng vẫn khó lòng ngăn cản làn sóng tấn công mới của Nga tại khu vực Donetsk. Các nhà quan sát đánh giá hỏa lực của Ukraine đã được cải thiện kể từ khi các nhà lập pháp Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự 61 tỷ đô la Mỹ vào tháng 4, mặc dù quá trình vận chuyển hàng viện trợ vẫn chưa theo kịp những bước tiến dồn dập của Nga ở miền đông Ukraine. Có thể sẽ mất thêm vài tuần, thậm chí là vài tháng, Ukraine mới có thể bổ sung đầy đủ lượng dự trữ vũ khí đã cạn kiệt của mình. Quân đội Kiev đã chuyển sang chiến lược câu giờ cho đến khi có thể tiếp nhận thêm vũ khí và đạn dược của phương Tây. Theo các nhà quan sát, bằng cách nhượng lại một phần lãnh thổ, Ukraine đã có thể chiến đấu từ các vị trí được phòng thủ tốt hơn. Hiện các lực lượng Ukraine vẫn đang trong thế phòng thủ ở khu vực Donetsk, nhưng chưa đủ sức bật để tạo nên một đợt phản công lớn. Chiến thuật bắn và chạy dựa vào tốc độ triển khai, khả năng khai hỏa và di chuyển nhanh của các hệ thống pháo đang trở thành chìa khóa để sống sót trên chiến trường Ukraine. Trong hàng thập kỷ, các chiến lược gia quân sự đều nhất trí rằng pháo là vua của chiến trường. Vũ khí này chỉ bị đe dọa bởi khả năng phản pháo của các hệ thống pháo đối phương. Nếu một bên có số lượng pháo áp đảo, bố trí một cách hợp lý và có chiến lược tốt thì bên đó sẽ chiếm ưu thế. Pháo vẫn và có lẽ luôn là một vũ khí không thể thay thế trên chiến trường, nhưng hiện nay tốc độ triển khai, khả năng khai hỏa và di chuyển nhanh sẽ trở thành chìa khóa để sống sót, hay còn gọi là chiến thuật bắn và chạy. Các hệ thống pháo của thế kỷ 20 có hai kiểu chính là pháo kéo và pháo tự hành. Sự xuất hiện của các hệ thống pháo đặt trên xe tải như Caesar của Pháp được coi là sự kết hợp của hai loại trên. Cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng kiến các loại đạn tuần kích, vũ khí dẫn đường chính xác và đặc biệt là UAV trở thành phép thử cho sự thay đổi cán cân về khả năng pháo binh. Defense One cho biết kinh nghiệm của Ukraine, nơi mà những khẩu pháo bánh lốp chứng minh hiệu quả, đã tác động đến các kế hoạch của quân đội Mỹ cho việc hiện đại hóa các hệ thống pháo trong tương lai. Trang này cũng dẫn lời tướng James Rainey, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tương lai của Lục quân Mỹ tại một phiên điều trần của Thượng viện hồi tháng 5, rằng có một số loại lựu pháo bánh lốp rất tốt đã có hiệu quả lớn tại châu Âu khi nhắc đến những điều đang xảy ra ở Ukraine. Quan điểm của ông trái ngược với ưu tiên trước đây của Mỹ đối với pháo tự hành bánh xích. Vào năm 2021, trong một cuộc cạnh tranh nhằm lựa chọn hệ thống pháo di động hỗ trợ cho lữ đoàn Stryker, họ đã từ chối các đề nghị pháo bánh lốp của nước ngoài để chuyển sang sử dụng pháo tự hành M109 Paladin. Ukraine gần đây tuyên bố đã mở rộng sản xuất Bogdana lên 10 hệ thống mỗi tháng. Pháo bánh lốp nhìn chung thường rẻ hơn, dễ bảo trì hơn và công nghệ lớp giáp hiện đại mang lại khả năng bảo vệ tương đương với hầu hết các phương tiện bánh xích. Defense News chỉ ra rằng không chỉ Mỹ mà các nước khác bao gồm Anh và Đức đã đưa ra quyết định đầu tư vào pháo bánh lốp, kết quả trực tiếp từ kinh nghiệm của Ukraine. Trang này trích dẫn lời một người phát ngôn của Elbit Systems của Israel, công ty sản xuất lựu pháo gắn trên xe tải Atmos, rằng đã có sự gia tăng tập trung vào pháo tự hành bánh lốp khi cuộc xung đột ở Ukraine nêu bật nhu cầu quan trọng về khả năng di chuyển cải thiện. Các hệ thống như Atmos có thể vào vị trí, bắn nhiều phát và chạy đi chỉ trong vài phút. Các blogger Nga nói rằng các lực lượng của Moscow e ngại Caesar, đặc biệt trong vai trò phản công, nơi tầm bắn, độ chính xác, tính cơ động và sự nhanh nhẹn vượt trội của nó khiến họ không có đủ thời gian để xác định vị trí và nhắm vào vũ khí của Ukraine. Hiện nay, các máy bay không người lái đã trở thành mối đe dọa lớn nhất với các đội pháo binh của Ukraine. Vì thế, sự kết hợp giữa việc ẩn nấp trước khi triển khai, cũng như tính cơ động, linh hoạt và có thể di chuyển nhanh từ điểm khai hỏa chính là chìa khóa để sống sót. Ngay cả Nga cũng đã thay đổi việc dựa vào pháo tự hành bánh xích khi Rostec, tập đoàn vũ khí nhà nước, tiết lộ pháo bánh lốp Manva vào năm ngoái. Theo Spencer Jones, giảng viên cao cấp về nghiên cứu chiến tranh tại Đại học Wolverhampton của Anh, pháo bánh lốp ban đầu được sử dụng ở Ukraine vì đây là vũ khí sẵn có chứ không phải lựa chọn mang tính chiến thuật hay học thuyết. Đó có thể là diễn biến tình cờ, nhưng trên một chiến trường, nơi các cuộc phản pháo được hỗ trợ bởi máy bay không người lái và các vũ khí thông minh khác, chiến thuật pháo binh bắn và chạy của Ukraine có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của các loại lựu pháo có tính cơ động cao, mà ở đó, pháo bánh lốp trở nên cực kỳ phù hợp.